theo nữa là cái phần mà xác định cái tâm cục, lúc nãy là tôi cũng đã có giảng rồi. Thì ở trong cái phần xác định tâm, muốn xác tiếp theo mà chúng ta muốn xem vận hạn của từng vị trí các cung trong cái nhà chúng ta như thế nào, thì chúng ta cần phải định cái tâm, xác định được cục. Cục ở đây là gì? Là không gian để tính toán. Thì cái việc kích hoạt tài lộc thì nó dựa trên một nguyên tắc rất là quan trọng. Việc kích hoạt tài lộc nó dựa trên nguyên tắc rất là quan trọng như sau. Tức là đối với một căn nhà thì chúng ta các vị trí trong nhà tổng hợp khí của thiên nhiên thì là bình ổn, tức là không có gì mà thay đổi. Tuy nhiên là khi đến hậu thiên, tức là mỗi một năm do là thái tuế, do thiên tinh đáo tại các vị trí khác nhau, cho nên là trong nhà sẽ có chỗ tốt và sẽ có chỗ xấu. Tổng hợp thì không có tốt xấu, nhưng mà từng vị trí trong nhà có chỗ tốt và chỗ xấu khác nhau. Do chúng ta vô tình chúng ta kích hoạt cái chỗ đấy lên thì làm ra cái chỗ xấu, thì chúng ta lại làm ra chúng phải làm cho nó tinh lại thì chúng ta lại kích nó lên, và chúng ta làm ra là cần tốt lên chúng ta lại làm tinh lại, thì bị sai mất đi cái phương pháp, thì cái căn nhà không trở thành cái nguồn lực để nó tương trợ hay nó bổ cứu cho cái thân mệnh của mình. Cho nên là cái phương pháp kích tài lộc thực ra nó chỉ dựa trên một hai nguyên tắc rất quan trọng. Đó là nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc lộc chính, tức là chỗ nào tốt thì chúng ta làm đậm lên, và chỗ nào xấu là chúng ta làm tĩnh lại. Đấy là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất trong việc kích tài lộc. Và yếu tố thứ hai, tức là dù là đậm hay là tĩnh thì phương vị đấy cũng phải gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Nếu như mà không gọn gàng, không sạch sẽ, không ngăn nắp thì không thể nào kích hoạt tài lộc được. Nên yếu tố phong thủy đầu tiên của căn nhà đó là gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp đấy, tránh những cái rêu phong, tránh những cái ẩm mốc, tránh những cái phong ẩm mốc. Ví dụ tại cái phương vị tôi chưa cần xét đến vận khí lưu niên hàng năm đi, tại cái phương vị tài lộc của tôi đi, nó lại là cái nhà vệ sinh thì muôn đời kích lên cũng không được. Đúng không ạ? Và ví dụ như nếu như nhà vệ sinh đấy chúng ta tự nhiên chót thiết kế nó bị thế rồi đi, đúng không ạ, thì phải giữ cho cái sàn khô để vật phẩm hóa giải vào, ví dụ để như là cái thiết mộc lan vào đấy chẳng hạn, hay là chúng ta để vào đấy tầm kiểu cây trầu bà vào đấy chẳng hạn để hút cái âm khí đi, hoặc chúng ta sử dụng cái bảo bình thủy chúng ta để bên trong đi, hay là chúng ta sử dụng cái đồng hoa mai nó úp lại, nó chấn phong ấn những cửa lại đi. Thì nếu chẳng may nó vào cái trí xấu thì chúng ta còn phải hóa giải, nhưng mà muốn hóa giải gì thì hóa giải thì phương đấy nó phải đảm bảo yếu tố là sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp. Dù là hung hay dù là cát thì vẫn phải sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp. Nếu như mà hung thì năm nay chỗ này tốt, nhưng mà chưa chắc 2 năm nữa chỗ này là tốt. Nếu như thế thì mỗi năm là tốt, chúng ta chỉ dọn cái chỗ tốt không dọn chỗ xấu à, thì không phải như vậy. Mà chúng ta cần tất cả những vị trí trong nhà, nhà sạch thì mát, mát sạch thì ngon cơm. Cho nên mình ra là cái nhà phải liên tục suy nghĩ, anh chị muốn áp dụng phong thủy vào cuộc sống, muốn thực hành nó, thì cái việc đầu tiên là phải giữ cho cái nơi đấy sạch sẽ gọn gàng. Tôi mới xem phong thủy này nào mà tôi đến được, kể cả xây nhà mới luôn mà tôi đến những khảo sát thì nhìn những nhà mới giúp ít nhất mặc cái vài câu như vậy theo dõi sạch nhà đến xem, tới cái tư tưởng đã lộn xộn rồi thì làm sao mà phong thủy được. Nên là nhà là nguyên tắc đầu tiên là cái nhà phải sạch sẽ, phải gọn gàng, ngăn nắp đã, đúng không ạ? Giống như là trong cái phòng ngủ, trong kỳ trước thì tôi có giảng, tôi nói rằng là trong cái nhà thì cái phòng nào là phòng quan trọng nhất, thì một người bảo là cái phòng nào cũng quan trọng, vì giờ mỗi phòng đều có ý nghĩa khác nhau. Cái phòng khách thì gọi là minh đường, cái minh đường là cái nơi mà tiếp khách, đúng không ạ? Là minh đường là nơi chiêu quý nhân. Nếu trong cái nhà không có phòng khách thì chẳng có khách, không có khách thì không có quý nhân, không quý nhân thì không có minh đường, không có minh đường thì không có tài lộc, thế làm sao mà có người giúp đỡ? Nên là nha, là cái phòng khách là nơi chiêu tài, đúng không ạ? Cái phòng ngủ, đúng không ạ, là thể hiện sự hòa hợp. Bây giờ về đến nhà mà nhìn vào phòng ngủ thấy nó bừa bãi lộn xộn, chỗ này treo cái quần, chỗ kia treo cái áo, chỗ này chăn không gấp, thì là khách sạn nhà nghỉ của mình. Thật mà chắc chắn tôi về nhà mà tôi nhìn thấy cái nhà tôi chỉ cần chăn màn gấp thôi ngày mai. Phải ngày mai là ngay lập tức và tôi sẽ đi ra khách sạn tôi ngủ ngay, không có được chuyện, đúng không? Hai lần thôi, lần thứ ba là có người khác để gọi này, mình cứ tuyên bố thế, mình giả vờ với bạn thế, đúng không? Làm cho cái công từ từ đi, đúng không? Nên là phải phòng ngủ. Bây giờ là nơi quản gia đạo, đúng không? Là cái nơi đấy là nơi cất giữ tài lộc. Vào phòng bếp,
đúng không ạ? Nơi đấy là thể hiện cái gia đạo, nơi đấy là thể hiện cái sức khỏe, đúng không ạ? Cái phòng bếp gọn gàng ngăn nắp, tức là trong bếp thì lúc nào cũng đường rồi bãi thì trong đấy nấu ăn thì phải có rác phải bẩn để lộn xộn chứ không, trong bếp phải sạch, trong bếp càng sạch càng tốt. Cái sạch sẽ này sẽ liên quan đến cái việc mà khi mà các tinh đáo vào, vì chúng ta mới chỉ đáo được là lương niên của năm thôi, chúng ta chưa nói lương niên của tháng, lương niên của ngày, lương niên của giờ. Đáo vào một cái thì xấu thì làm sao, cho nên là phòng bếp cũng phải gọn gàng ngăn nắp, đúng không? Vì nơi đấy là chủ quản sức khỏe, bao nhiêu là vui buồn mà cho nên trên cái bàn ăn, trên gió gặp nhau trên cái bàn ăn là chính, đúng không? Và tiếp theo nữa là đến cái phòng thờ, là nơi quản gia đạo, nơi nói ước mơ, nơi quản ý chí. Thì nó lại để thờ cuối cùng một nơi mình giáo dục cái đạo hiếu của con mình trong nhà, nói ước mơ của mình lại để vừa bãi nữa thì chẳng biết là chỗ nào mình cần phải gửi gọn nữa. Cho nên là yếu tố vô hình đầu tiên là gọn gàng sạch sẽ. Sau khi chúng ta sẽ xong thì bắt đầu chúng ta phải nói đến động tĩnh. Thì tùy vào các hương vị khác nhau trong nhà thì chúng ta sẽ mỗi một năm thì chúng ta sử dụng phương pháp động tĩnh khác nhau. Cái này người ta gọi là nương theo vận khí để kích hoạt tài lộc. Vì căn nhà là quý nhân, là đồng hành, là trợ lực, là trợ khí để giúp gia tăng thêm cái tài lộc. Cho nên người ta là chúng ta phải lưu ý đặc biệt vấn đề này. Đây là phương pháp để chúng ta xác định chung cục. Khi kích hoạt tài lộc trong nhà, người ta sử dụng chung cục để kích hoạt hoặc là tiểu cục của phòng khách. Đối với cả công ty thì nơi đấy là phòng làm việc của giám đốc, phòng làm việc của nhân viên tư vấn bán hàng. Đối với cả các phòng khác như kế toán chẳng hạn thì nó chỉ là kích hoạt hòa hợp thôi, kích hoạt quý nhân thôi. Và người ta trong nhà người ta sử dụng chung cục để người ta xem là các phương vị, các phương thế nào. Và tiếp theo nữa là tiểu cục, tức là chỉ cái không gian của phòng khách thôi, chỉ không gian của phòng khách thôi, đúng không? Và chúng ta sẽ xác định cái quy định này. Thì nếu như đã kích hoạt bằng chung cục rồi thì chúng ta có thể không làm bằng tiểu cục. Và tiểu cục rồi thì chúng ta, nếu như mà phù hợp thì chúng ta nếu phòng khách mà lớn thì chúng ta sẽ làm chung cục lớn cái nhà ống ấy, thì chúng ta dùng chung cục để kích hoạt. Còn nếu như mà cái phòng khách độc lập nó được xây được bởi quay bởi ba bức tường ấy, được tách thành không gian riêng ấy, thì chúng ta kích hoạt trong cái minh đường, tức là trong phòng khách của chúng ta.